Để cứ nghỉ đi, cô đi chơi, giờ cô đi. Bánh này con, bỏ bánh vô đó đi cho bạn với con ăn. Yeah.
chạy qua đường á. Kêu gì em chào Thúy Lan, chào chị Mẫn. Em không có ham vui đâu mà em vì tất cả vì trẻ em thân yêu. Em đang đi tìm nhi đồng nhà em không tìm thấy luôn. Nãy giờ em trông xe, bây giờ xe có cho cũng không ai vác ra được nên không cần trông nữa. Đang đi tìm tụi nhỏ đây. Không hề bon chen nha, đứng rất là xa. Hoài phi ra đây Hoài, còn chỗ cho Hoài đứng. Cả các con đường trong kia đông nghìn nghịt luôn, không chen chân được, phải ra tuốt ngoài này. Nhưng mà sợ rồi, có một năm chen chân vô ở tới 4 giờ sáng á. Hoài phi ra đây còn kịp. Mẫn ơi, Mẫn thấy trăng đẹp không? Đó, trên cái nhà cao cao á. Trăng rất là đẹp. Đông vui kinh khủng luôn á Hoài. Nhưng mà năm nay tấp vô đây chị thấy lý tưởng nhất, thoáng mát. Có nguyên cái công viên to đùng phía đằng sau á. Tụi nhỏ đi đâu chơi mất tiêu trong đó không tìm thấy. Còn đi ra ngoài kia đường toàn người là người thôi, ngộp thở luôn á. Thấy chợ Bến Thành đẹp không? Yeah.
Mọi người hỏi là đứng đây có thấy không, chị bảo chút xíu rồi sẽ biết. Hả? Không phải đâu, tại vì ở đây nó khuất hết hai cái tòa nhà cao tầng á. Nên là sao em? Bán nhà kia mà. Bán hầm Thủ Bán hầm Thủ Thiêm mà. Không, chị nói chung là chị chưa đứng, mọi năm chị đứng ở trong kia. Nên năm nay đứng ở đây năm đầu tiên, nên nãy giờ mọi người hỏi có thấy không? Thì bảo là chút xíu bánh sẽ biết, thấy hay không chút xíu sẽ biết. Nhưng mà thấy ở đây thoáng mà, và trong kia người không à. Đây nhà có cái công viên nên là tụi nhỏ chơi được. Chào Quang Tuấn. Không mưa ngoài ơi. Có năm ham hố không đi ra, chui hẳn vào trong chỗ trung tâm đó, rồi 4 giờ sáng mới về đó. Năm nay tới đây dừng lại, nhưng mà ở đây nè thấy rất là mát. Trên rừng ở chợ Bến Thành đó Tuấn. Cái chợ Bến Thành đẹp không? Chào Châu. Mọi người có thể thấy đường mà đông nghìn nghịt, đứng hết không còn đường đi luôn. Rồi coi công viên nè, chỗ này có cái công viên rất là thoáng. Từ nhỏ xuống mà chạy vô trong đây chơi giờ tìm không thấy luôn. Gì á, giỏi ta. Gắn cái gì vậy đi con, không là đạp vô dây gì nó té đó.
bỏ xuống cái đó đi. Giờ thiếu 20 phút nữa.